xếp thứ hai. Có đồ gì trên xe không mở cốp? Bên kia nhắc lại cùng anh em nha, đô một càng mượn cái phát của Mạnh, bên đây ba càng 1-0, 15 tới, Đức vừa phát ngoài 1-1. Và bóng xử lý tình lưới khó hiểu. Điểm Đức 2-1. Bốn ngoài 3-1. Bốn trong. Ô 2-3. Hai ba. Điểm Đức 4-2. Bên Đức đổi chiến thuật rồi. Giờ chuyển qua chuyền cho áo đỏ rồi. Ôi giời ơi. Phân nhiệm vụ rồi mà anh Cường anh không chịu làm à. 3-4. Ngoài quá xa em ơi. Điểm Đức 5-3. Điểm đô 4-5. Rồi phát qua lưới luôn. 6-4. Năm sáu. Bốn trong sân. 7-5. Quá mạnh. 6-7. 6-7. 7-7. 7-7. Ôi trời, để cho Bành té luôn. Trời ơi, tuy 1,5 nhưng mà bà quýnh cổ tay cũng tốt với chứ bộ. 9-7.
Hay quá. Tiếp tục là Đức. Cầu ô. Quýnh quá quýnh à. Mười bảy. Không bảy. Đụng vô cũng thua mà không đụng cũng thua. Điểm đôi 80. 80. Quá thủ rồi. Chín không. Điểm Đức 11-9. Thủ quá thủ luôn. Hay. Vẫn còn. Tới lần thứ hai. Điểm đô 10-11. Mười hai mười. Quá hay. Qua bên đây trụ chuyền về luôn. Rồi tới bên đây thủ quá thủ à. Lại là Đức đây. Đô bỏ bốn ngoài. 13-10. Một bên thì công đủ thứ hướng. Một bên thì thủ quá trời thủ. 3-0. 13-10 anh em. Hay quá. Thủ ghê chưa? Đức thủ ghê không? Ờ đánh bóng ngoài luôn. 11-13. Bên nào thủ cũng hay. 1-3. Đâu đất ơi. Ra ngoài 4-1. 14-11. Úi dồi. Thủ ối trời thiệt chứ. Mười hai mười bốn. Kết thúc, Đức thắng lại xếp thứ hai 15-12. Hai đội đang tạm hòa nhau một đều. Để xem có xếp chung kết không nha.